Cái hộp thiết kế của hãng Cartier này để đựng đồng hồ cũng rất là dễ thương và xinh xắn nữa. Bên trong hộp này thì có một cuốn sổ. Sổ này thì quý khách có thể đọc xem thông tin, và đi kèm là một cái thẻ chính hãng Cartier này. Và mặt trước là thương hiệu, để tên thương hiệu. Tất cả mặt sau là thông tin về chiếc đồng hồ này. Khi mà quý khách có nhu cầu về chiếc đồng hồ, những chiếc đồng hồ chính hãng này, thì Kỳ Lân sẽ gửi chi tiết sản phẩm, từng cái của từng sản phẩm đến với tất cả quý khách. Và đây là phụ kiện đi kèm theo nằm trong hộp. Bây giờ Kỳ Lân sẽ để thử trên tay của mình để cho tất cả quý khách hình dung được là sản phẩm này khi đeo lên tay của mình sẽ đẹp hay là như thế nào, sẽ hài hòa như thế nào và cảm thấy phù hợp với mình hay không. Nếu phù hợp, nếu đủ sang trọng, đủ đẳng cấp và đủ thượng lưu, cũng như là đủ về giá trị tinh tế của một sản phẩm cao cấp và hợp với chính mình, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để đặt sản phẩm này nhé. Hiện tại đây là chiếc đồng hồ new nên là thường sẽ được gắn sẵn dây đeo full nên rộng hơn so với tay của Kỳ Lân rất nhiều. Vì vậy tay của quý khách cũng vậy, vì mỗi tay của chúng ta là sẽ có to nhỏ khác nhau, vì vậy hãng luôn làm rộng hơn, và khi mà quý khách đeo thì chúng ta sẽ tháo bớt mắt dây ra cho hợp với từng tay của mình. Một chiếc đồng hồ Cartier chính hãng mà đeo với một chiếc nhẫn Rolex có viên chủ đẹp nữa, thì một sự kết hợp rất đặc biệt giữa đồng hồ Cartier và nhẫn Rolex. Tương tự sẽ có bản dành cho nữ size nhỏ hơn, size M, đây là size L, với kích thước mặt đồng hồ là 39.8. Vì vậy chúng ta có thể mua cặp một cái M dành cho nữ và một cái L dành cho nam để tạo thành một bộ đôi hoàn hảo, tình nhiên, ý nghĩa và kỷ niệm, giá trị về sự sang trọng, tinh tế. Và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu chi tiết về chiếc đồng hồ Cartier chính hãng CNL dành cho nam này đến đây xin được phép kết thúc. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả quý khách bất kỳ những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu nào mà quý khách yêu cầu. Một lần nữa Kỳ Lân vô cùng biết ơn, cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.